Lê Tính trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Talk Show Lê Tính từ Sài Gòn đến Bô Sa. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, tiếp tục ngày hôm nay thì chúng tôi có một cái cuộc nói chuyện mà đối với những cái gương mặt này thì hầu như rất là quen với tất cả quý vị khán giả, đã hàng tuần. Tất cả chúng tôi đều gặp tất cả quý vị khán giả và tất cả quý vị khán giả đều gọi cho Lê Tính nói rằng muốn nghe là coi là trong chương trình thì tuần trước nói cái gì và chương trình tuần này nói cái gì. Ngày hôm nay thì trong chương trình này Lê Tính giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả sự góp mặt của nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ, em Ngọc Châu và Mỹ Hiền. Thanh Kim Mỹ xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài V-Star TV và khách hàng nhiều năm của Thanh Kim Mỹ. Luôn luôn lúc nào Thanh Kim Mỹ cũng chúc cho khách hàng nhiều năm và khách hàng xem đài được nhiều sức khỏe, vui vẻ bên cạnh những người thân yêu của mình. Chào Lê Tính, chào hai con. Ngọc Châu xin kính chào quý vị khán giả của đài V-Star TV trên băng tần 57.11 và Galaxy 19. Chúc quý vị luôn thật nhiều niềm vui và trẻ đẹp. Chào cô Mỹ, chào anh Lê Tính, chào chị Mỹ Hiền. Mỹ Hiền xin chào quý vị khán giả. Chào mẹ, chào anh Tính, chào Bích Châu. Nói chung là ở đây tất cả chúng ta cùng chào nhau. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, thay mặt cho những người có mặt trong chương trình của Lê Tính từ Sài Gòn đến Bô Sa thì chúc tất cả quý vị khán giả trong những mùa hè này sẽ gặp được nhiều điều may mắn, thành công và rất là có những cái cuộc đi chơi rất là vui vẻ. Nhưng đi chơi đi đâu đi và làm gì làm thì đừng quên đến với thẩm mỹ viện Thanh Kim Mỹ. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, trong suốt cái chương trình vừa qua thì nữ nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ đã bảo trợ cho chương trình Talk Show Lê Tính từ Sài Gòn đến Bô Sa và đã rất là hiệu quả trong cái phần quảng cáo của đài Vista TV. Tất cả những cơ sở thương mại muốn quảng cáo xin gọi cho Lê Tính số 7145107033. Kính thưa tất cả quý vị, một cái câu mà Lê Tính gửi đến tất cả quý vị khán giả của đài Vista TV cũng như trong chương trình của Lê Tính, một cái câu mà không bao giờ quên được: nếu chọn một nơi vẻ đẹp đến với Thanh Kim Mỹ, vẽ một bộ lông mày, mí mắt, viền môi, tạo dáng phù hợp theo khuôn mặt, đậm hay lợt, chiều theo ý khách, vẽ trước quý khách hài lòng mới làm. Thì bây giờ mình sẽ nói sâu về chuyện cái vấn đề này. Nhiều khi mình đọc sơ qua thì khán giả nghe sẽ không hiểu. Thì bây giờ cái câu đầu tiên, cái giấy đầu tiên là: nếu chọn một nơi vẽ đẹp đến với Thanh Kim Mỹ, tại sao lại mình đi xăm mà mình lại vẽ chị? Nếu chọn một nơi vẽ đẹp thì tại sao lại vẽ đẹp? Có nhiều người là đi xăm nơi khác bị xanh, bị lem, bị cao thấp. Không, bây giờ mình hoặc là những là người, những chưa, người chưa từng xăm. Đó, đúng rồi. Họ thì rung tay không vẽ được. Hoặc những người biết vẽ thì họ cũng vẫn là tới thử để mình vẽ coi họ có vừa ý hay không. Thành ra Thanh Kim Mỹ là một người nghệ sĩ thì người ta thay đồn ngày xưa đó Lê Tính. Chị Mỹ hay nói để mà tâm sự, đây là tâm sự thôi nha. Đây là cũng như là người ta hay nói nghệ sĩ coi chừng xăm giống cải lương. Thì mong sao quý vị khán giả phải hiểu rằng tay nghề Thanh Kim Mỹ là professional 30 mấy năm. Thì Thanh Kim Mỹ vẽ, nghệ sĩ thì dĩ nhiên phải vẽ đẹp. Nhưng mà đậm hay lợt, lớn nhỏ là do Thanh Kim Mỹ lắng tai nghe khách hàng. Sự góp ý khách hàng, nói ở Mỹ ơi, tôi thích lớn, tôi thích nhỏ, hay là tôi thích đậm, thích lợt, là Thanh Kim Mỹ chiều theo ý khách. Nhưng Thanh Kim Mỹ độc quyền là ai mặt lớn cỡ nào, mình phải vẽ làm sao, phải mới nhận vẽ là như vậy. Vẽ làm sao mà cho khuôn mặt không bị lớn, lớn là mặt bự đó. Rồi hay là khuôn mặt bị ốm quá, hai gò má cao. Thì có nhiều khi bà già chồng bà nghĩ rằng gò má cao là dâu này hơi bị dữ. Nhưng mà không sắc có... Sắc phu chẳng hạn. Sắc phu đâu cái câu sắc phu, sắc phu, sắc phu. Ở vậy hả? Sắc phu thì, á. Thì gò má cao đó là do mình ốm thôi. Chứ cái tấm lòng người ta rất là dễ thương, hiền hậu. Thì nếu mà muốn vẽ cặp chân mày làm sao mà không thấy gò má cao. Vẽ cặp chân mày làm sao không thấy cái mặt mình lớn. Thì cái đó chỉ đến với Thanh Kim Mỹ. Có nghĩa rằng là trước khi mình xăm thì sẽ có cái công đoạn mình vẽ. Mình vẽ rồi quý khách hài lòng với cái mẫu đó, cái set đó thì bắt đầu mình mới làm. Nhưng chị có thể cho quý vị, cái này là Mỹ Hiền này, chuyên môn của em nè. Khi em vẽ xong rồi và khi em thực hiện ở trên mặt của khách khi xăm xong rồi thì hai cái mẫu nó có exactly nhau không? Dạ thì nó cũng có hơi chênh lệch nhẹ. Tại vì nó bị sưng, bên là mình làm trước, bên mình làm sau. Dạ. Sở dĩ mà Lê Tính hỏi điều này là tại vì có nhiều người á, nhiều khi vô xong làm xong cái nói: ủa sao hồi nãy vẽ khác mà bây giờ làm xong nó khác. Thì quý vị phải hiểu một điều rằng khi xăm xong rồi thì nó phải sưng một chút xíu, nhưng vài ngày sau thì nó sẽ đẹp.
Thầy Mỹ thay thế luôn cái câu nói của Lê Tính và Mỹ Hiền. Chẳng hạn như á, khi mà xăm xong đó thì thường cái người mau hết sưng. Thì cái người xăm cái một bên xăm trước đó thì lại xăm xong rồi thì lại hết sưng liền tại chỗ. Còn một bên xăm sau thì nó cũng hơi động thịt, nó hơi sưng một tí thì nó gọi là nó không giống cái vẻ là như thế. Nhưng đặc biệt 100% khi mà khi rớt cái mài ra rồi, 1 tháng rưỡi mà nói Mỹ ơi đẹp lắm, cho tôi đậm thêm hay là cho tôi chỉnh lại một chút xíu, thì hoàn toàn phi công phi thuốc thì chụp chỉnh lại cũng gần 40 phút thì free hết. Nhưng mà tại vì mình càng thế chấp thì càng đẹp, càng theo ý khách đó thì đẹp lắm. Nhưng mà cái đó phụ dùm tiền thuốc tê 20 đồng, đừng tiếc 20 đồng lợi thanh kim Mỹ. Ai cũng nói thôi thế chấp cho tôi cái đuôi chút thôi, nhưng mà Mỹ cũng vẫn xăm lại từ đầu, lại tẩy cho thuốc mới nó đều nhau. Và dưới hơn nữa là hãy đến với thanh kim Mỹ là đặc biệt 100% không ngã màu xanh. Thanh kim Mỹ xin nói tiếp cái câu mà người ta nói rằng xăm người nghệ sĩ coi chừng giống nghệ sĩ cải lương, thì đừng bao giờ đặt vấn đề đó là đi tới một chỗ khác một điều sai lầm. Người ta là không phải nghệ sĩ, có những người mới ra nghề người ta không biết vẽ là điều cao thấp bự nhỏ hay là cong dòng xuống mí mắt là làm cho mí mắt càng buồn, càng bị sụp thẳng, càng giống nhìn vô như khóc. Còn nghệ sĩ vẽ đẹp nhưng mà đặc biệt không ngã màu xanh. Nếu như ai bị xanh hoặc là xanh le mà hai đường nữa chứ, rồi còn tuột xuống mí mắt rồi buồn, vừa buồn mà vừa xanh vừa dữ, thì cái đó mới là giống cải lương là đóng vai dữ đó. Đúng, giống vậy ác đó, giống vậy vậy tàu thị á, cái đó mới giống cải lương. Chứ còn thanh kim Mỹ Hiền là vẽ tự nhiên theo ý khách, lắng tai nghe theo khách, có ý kiến Mỹ chiều khách hàng như chiều người thân, thì không có tài nào, không có phải nào là lúc nào là phải giống cải lương được hết. Nhưng mà còn lên cải lương có ai thấy thanh kim Mỹ hát dây phi dao không, giữ thanh kim Mỹ dễ giữ. Mà khi Mỹ hát cái dây dây Hiền thì Mỹ cũng phải vẽ chứ mày nhỏ đúng rồi Hiền rồi. Thì tại sao là không chọn một người nghệ sĩ mà vẽ kiểu nào cũng được hết? Cái nên các vị khán giả, mỗi một người đều có một cái hay, và mỗi một cái cách làm của mỗi một người thợ đều khác nhau hết, không ai giống ai và không tiệm nào giống tiệm nào. Quan trọng nhất là mình chọn đúng địa chỉ, đúng nơi để mà mình tới. Bây giờ phần này thì anh hỏi về bên facial nè, là về phía em á, là cái facial của mình xài mỹ phẩm, khi mà mình làm facial cho khách mình dĩ nhiên mình có xài những cái mỹ phẩm, thì thường là mình xài mỹ phẩm như thế nào để quý khách an tâm khi mà đến để mà dưới bàn tay của em facial cho khách? Dạ, theo bên em á, thì sử dụng công nghệ Hàn Quốc. Và cái điểm quan trọng á, là em biết là da là cái tóc là gốc con người, thì cái da cũng là một phần rất là quan trọng. Khi mình nhìn vô cái da, khi mà có độ nhăn hay không nhăn thì mình sẽ biết người đó trẻ hay già, và nói lên là cái sức khỏe của người đó như thế nào. Nên bên tiệm Thanh Kim Mỹ rất là quan trọng đến cái làn da, nên tụi em xài những cái mỹ phẩm đều có chứng nhận là organic và cho những người bị sensitive skin. Nên cho dù các quý vị có bị sensitive skin, có bị dị ứng với những thành phần gì, nhưng mà khi đến với Thanh Kim Mỹ thì hãy yên tâm, những mỹ phẩm tụi em khi xài trên khách tụi em đã test qua hết, và những cái sản phẩm an toàn nhất, tốt nhất cho khách bên em mới sử dụng. Nhưng mà người Việt Nam của mình rất là thực tế. Nếu mà như vậy thì em cho luôn một cái giá và thời gian làm là bao nhiêu? Tại vì các cô các bà không có thời gian gọi điện thoại, nhiều khi coi đài xong đi thẳng tới không cần lấy hẹn luôn, thì em có thể cho qua ban tầng 57.11 của đài Vista TV, thì em có thể cho các cô biết là cái giá và cái thời gian làm bao nhiêu không? Dạ, thời gian làm nếu mà một cái liệu trình để cho mà basic, để làm giống như mình đánh massage và cho để căng cơ, những cái cơ lên, thì cái đó là liệu trình 45 phút là khoảng 30 đồng. Và nếu mà quý vị muốn mà da trắng đẹp hồng căng lên thì quý vị phải truyền si và truyền những cái vitamin, thì với những cái truyền si truyền vitamin thì bên em là 40 đồng. Và có những cái bộ phận giống như khi mà da đã lão hóa thì bên em sẽ có những cái procedure khác để có thể khắc phục với những cái vấn đề đó, giống như tụi em có chế độ lăng kim hay là truyền collagen hay là vi tảo biển, thì tùy theo làn da thì có thể đi với cái procedure nào sẽ tốt hơn cho khách hàng, và tùy theo mỗi procedure thì tụi em sẽ có một cái giá khác nhau, phải coi làn da trước rồi tụi em mới có thể đánh giá được. Tất cả các cô và các chị cứ yên tâm, khi mà đi đến thẩm mỹ viện Thanh Kim Mỹ, nếu mà muốn facial chỉ cần xin ông xã 100 đô thôi là vừa đủ làm và vừa đủ thiếp để chúng ta có một cái làn da thật là đẹp, đúng không em? Trong mùa hè này thì Lê Tính thấy có rất nhiều là các bạn trẻ, nhất là nữ nè, ở các tiểu bang xa về và muốn có một cái nghề để mà mai mốt mình về bên cái nơi mình ở để mình mà đi làm kiếm tiền được, thì đều gọi điện thoại và hỏi rằng cái chỗ mà dạy nghề ở đây nhanh nhất, an toàn nhất và uy tín nhất đó là tiệm Thanh Kim Mỹ. Thì em có thể cho quý vị khán giả biết là trong cái mùa hè này mình dạy nghề cho các bạn mình có cái gì đặc biệt?
tiệm mùa hè này có discount, là ví dụ những người lớn tuổi cặp chân mày nhỏ đó thì tiệm mẹ hả nói là giảm còn 150, còn ví dụ người nào mà xăm xóa mà bị xanh đồ đó anh thì cái gì mẹ discount 250 mẹ còn lại 200. Và dạ, đặc biệt là không phải về xăm mà tóc nè, rồi tóc giả nè, những người cần tóc giả đến với tiệm Thanh Kim Mỹ trong cái mùa hè này thì đều được bớt giá hết. Nhưng mà đặc biệt là phải nói rằng xem chương trình Lê Tính Thất Sâu từ Sài Gòn đến Vô Sa, đúng không chị? Đúng, đúng. Nếu mà xem tụi mà ai cũng hay nhắc là thương Thanh Kim Mỹ với Lê Tính, nói chuyện thấy thương lắm. Thì Mỹ rất là hạnh phúc mà rất là và vui là khi mà mình đã lên trên đài talk show mà mình được khán giả tin tưởng. Nào là Lê Tính biết không, có những người cắt mí mắt trên thì bị trợn, người cắt mí dưới bị trề, có những người lợi phải nói rất là đau lòng, thấy rất là tội nghiệp, ta nói là tiền mất tật mang. Thì mình cho con mình hoặc mình vẽ cho coi hai cái đuôi mắt nó không thấy rơi và chân giữa sẽ không còn thấy trợn, mí dưới không còn thấy trề, đặc biệt hai mí dưới hai mí trên trợn trề nhiều quá là 250, nhưng mà ít thì vẫn là 200. Còn chân mày mà nếu người lớn tuổi thì già mà lớn tuổi thấy tội nghiệp đâu có đi làm đâu, thì mà bị xanh nữa dồn thấy tội nghiệp lắm. Thành ra cái đó đúng ra là 250 bớt còn 200, nhưng mà người lớn tuổi già thì chân mày xanh nhỏ thì vẫn còn giữ cho 150. Còn cỡ Thanh Kim Mỹ hoặc lớn hơn Thanh Kim Mỹ chút xíu thì cái đó là 250 bớt còn 200, đó là xanh bự, xanh lớn. Trong cái tuần rồi thì mình có nói về học viên đến với tiệm Thanh Kim Mỹ thì từ các nơi rất là xa, và có một cái cô từ Hawaii đến và một cô từ Houston, Texas về. Và trong cái tuần này thì nhiều quý vị khán giả gọi cho Lê Tính muốn hỏi là chị có thể hoặc là Mỹ Hiền có thể nói kỹ hơn là trong mùa hè này mình nhận học viên như thế nào và mình sẽ có những cái gì đặc biệt cho học viên của mình khi đến đăng ký học tại Thanh Kim Mỹ và muốn học làm học trò của Thanh Kim Mỹ. Thì bây giờ con cứ nói đi con dạy học sinh đi, rồi mình sẽ dạy học sinh á, thì nhờ nhập học cái mùa hè này á, là lúc nào cũng là 800 là quá rẻ hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà đặc biệt có cái là học sinh á, phải cần cái mặt thiên nhiên, yeah, cái da thiên nhiên để mà trong đó nó có cái chân mài, thiêu, chân mài phun điều màu, rồi có những cái mí mắt viền môi. Thì Thanh Kim Mỹ sẽ tặng cho một người học viên 5 tấm đó, chứ thường thường học viên là chỉ 1 tấm thôi. Nhưng mà mình mua cái đó, nếu mà hồi đó là chị cho 1 tấm nhưng mà các em muốn mua thêm thì giá bao nhiêu? Cái giá một giá 5 đồng. Có nghĩa là bây giờ là sẽ được làm trên 5 cái miếng da đó. Ngoài ra là mình có model để cho các em thực tập nữa. Lúc nào cũng có model, 100% là có model là chân mày thiêu nè, rồi thiêu 3D my problem, rồi chân mày xăm điều màu. Có nhiều người em nói thôi cô ơi con vô con học con học là xăm thiêu thôi chứ con không học xăm điều màu, nhưng mà phải hiểu rằng bây giờ bị xanh lem rất là nhiều, bị cao thấp rất là nhiều, bị lầm lẫn một nơi mà không trúng thầy, không đúng chỗ, thì lại chân mày nào cao thấp mà nào vẽ thì lại mắt bị buồn thêm, rồi nào là chân mày thì xanh lét là về. Có nhiều ông ngồi ngăn mặt đó, lúc trước tôi nhìn bà chưa xong thì tôi thấy thì nói chung là nó không sáng, nó cũng đỡ hơn là bây giờ xanh lè bị dữ. Thì bây giờ thì có nhiều ông thì nói rằng á, thì thôi tại sao tên Thanh Kim Mỹ gian dội như vậy mà xanh không đổi mà bà không tìm tới. Bà nói ông ơi tôi cũng ham rẻ mà lỡ rồi thì ông đừng nhằn hoài tôi mất ngủ đó. Thành ra hãy đến với Thanh Kim Mỹ, Thanh Kim Mỹ vẽ trước khách hài lòng rồi Thanh Kim Mỹ mới làm. Nhưng mà đặc biệt nha, không hết xanh tại chỗ không lấy tiền, đặc biệt cái nữa đau không lấy tiền, mà vẽ trước khách hài lòng cái sếp và cái màu là 100%. 10 năm gặp lại cũng vẫn ôm Thanh Kim Mỹ, cảm ơn Thanh Kim Mỹ, tôi xăm Thanh Kim Mỹ nè, bây giờ lợt thôi chứ không có xanh, giống như mấy người đi ngoài đường xanh le xanh lét cái đó mới giống là nữ tướng anh nữ tướng. Chính là cậu vị khán giả 4 chữ để gửi đến cậu vị khán giả khi đến với Thanh Kim Mỹ, đó là uy tín và tận tâm. Quý vị đến đó thì quý vị sẽ rất an tâm khi bước ra khỏi tiệm Thanh Kim Mỹ. Ở đó ngoài ra khi đến để mà xăm hoặc là facial nè, rồi học nghề nè, thì ở đó còn có bán rất là nhiều loại tóc giả, nhiều loại son. Chị Mỹ có thể cho quý vị khán giả biết thêm về những cái mà mình bán ở bên ngoài ở đó. Tại vì ở đó em tới thấy tóc rất là nhiều, nhiều người đến đó để lựa tóc. Mà người ta thì nhiều người ngần ngại, họ vô họ sợ họ hỏi rồi họ mua thì sẽ bị cằn nhằn hay là cái gì đó. Rồi đó họ muốn biết cái giá luôn, có nghĩa là maximum là bao nhiêu và thấp nhất là bao nhiêu. Cái tóc của Thanh Kim Mỹ đang đội đi, mình nói vậy đi nha. Yeah. Tại vì Thanh Kim Mỹ hay đội cái mấy người cô vô nói không phải tóc này, tóc bữa đổi là tóc gì gì đó. Thành bả là Thanh Kim Mỹ mình nói chớn với khách hàng, nói em dụ khách đó em lên đài em đổi tóc
tùm lum hết trơn. Giờ hỏi đầu nào cũng chẳng nhớ, thôi giờ mình nói cái đầu này nha. Nếu tóc cỡ này thì 70 đồng giảm 40% thì cũng còn 42 đồng, mà lớn tuổi thì còn 40, rồi bớt 2 đồng nữa thì thương đâu có sao, đâu có lời, thêm lợi ích rất là ít. Nhưng mà Mỹ thương người lớn tuổi mà cho thử thoải mái, nhân viên ở trước từ 2-3 người phục vụ và coi khách hàng như là người thân vậy đó. Vào lựa một người đội có thể thử 5-7 đầu mà không vừa ý là cứ đi về, rồi bữa khác lại khỏe lại đội thử tiếp, hoặc là mua son không bay, hoặc là có những cái bộ kem ba hũ mà 75 đồng mà 100% ba tường mà không sáng trắng những cái vết thâm lâu năm, hay là vết thâm máu, hay là vết thâm lột bị những cái loại kem khác bị lột, bị đi ăn nắng, bị ăn nắng, mà kem này mà nếu mà xài ba tuần không trắng cứ gửi lời Thanh Nghi Mỹ, nhưng mà hầu hết không ai gửi lời hết. Tại vì trắng đẹp tự nhiên mà đi ăn nắng, đi tắm biển cũng hoàn toàn không bị đen lại. Vì cũng có facial nè, rồi được da nó được sạch sẽ, xong rồi xài kem rất là nhanh trắng. Và lại trong cái bộ kem nó lại có kem chống nắng, thành ra không bao giờ đi tắm biển mà bị ăn nắng đen lại. Nhất là về Việt Nam, tắm biển cả 15 ngày và ra sân bay gọi điện Thanh Nghi Mỹ cảm ơn, Thanh Nghi Mỹ hạnh phúc nhất là cái đó đó. Cho nên các cậu gì khán giả, 100 đô la khi các cô đến với tiệm Thanh Kim Mỹ, mình cầm trong tay mình có thể mua được một bộ tóc giả, và mình có thể mua được son, mình có thể mua được kem. Và 100 đô la đến đó mình có thể làm cho cái da mà mình sáng đẹp và một cái làn da rất là tốt để mình chống lão hóa, chống già. Và 800 đô la để mình đến đó có một cái nghề để mình đi ra mình kiếm tiền. Rồi ngoài ra ở đó mình còn có cái gì đặc biệt nữa không chị? Khoan, để tàn nhang đồi mồi anh. Con bảo đảm thì con lấy là hết tại chỗ mà sao, mà thí dụ cái mục nào mà nặng nặng còn sót đó thì con sao đau không lấy đàn nhân cái đó. Em đắp tê trước rồi xong bắt đầu mới lấy cho cô không, chú con phải định giá trước chứ con, định giá trước rồi bao nhiêu? Một nhỏ đó là 10 đồng anh, ví dụ nếu mà lấy nhiều, số nhiều có thể là em discount, em lấy 80-50 đồng. Có nghĩa là cũng từ 100 đồng trở xuống thôi. Còn ngoài ra là từ 250 trở xuống thì mình sẽ có được một cặp chân mày mà mình xóa, hoặc là mình sửa, hoặc là mình làm một cái cặp chân mày mới luôn. Nhưng mà đặc biệt là nam, hôm nay vì lời sữa màu xanh nhiều lắm. Nam ơi là nam, anh nam ơi là anh nam. Anh nam rồi, có cả là những người đàn ông á, chứ không phải là cái anh đó tên nam nha quý vị. Không phải là tên nam nha, là những người chàng trai đó. Là lỡ mà bị xanh rồi thì anh chàng trai nói là trời ơi, tôi nghe lời nhỏ đó, giờ tôi hối hận cô Mỹ ơi, tôi ngủ không được, vợ tôi đã bỏ tôi á. Thành ra đó có lời sữa rồi, sữa hết xanh, Hiền cũng làm hết xanh mà rất là một cái sợi lông mày giống như sợi lông mày thật luôn. Thì đừng buồn, đừng ngại, nếu mà xanh lè xanh lét là Thanh Nghi Mỹ siêu lại từng sợi, xóa hết xanh thì cái đó đặc biệt nam là 300 đồng, còn nữ thì thiêu từng sợi thì bây giờ là gọn, nhỏ gọn đẹp tự nhiên giống như sợi lông mày thật là 250. Là đừng bao giờ ngần ngại khi đến tiệm Thanh Nghi Mỹ, định giá trước đàng hoàng mới làm và vẽ trước mới làm, chứ không bao giờ mà muốn vô và làm rồi muốn nói giá bao nhiêu cũng được. Mỹ thương cũng hết nữa chứ không nói mình bậy đâu, đừng sợ nha. Kính thưa các cậu vị khán giả, số điện thoại để liên lạc là 714-891-1111 hoặc là 714-251-7533. Hoặc quý vị có thắc mắc nào gọi cho chị Thanh Kim Mỹ bị kẹt máy thì cứ gọi cho Lê Tính số 714-510-7033. Cảm ơn các cậu vị khán giả đã theo dõi chương trình Thoát Số Lê Tính từ Sài Gòn đến Busan với sự giới thiệu đặc biệt về thẩm mỹ viện Thanh Kim Mỹ. Và bây giờ thì một điều mà Lê Tính muốn thưa với tất cả quý vị là cái này là tính ép với chị Mỹ không có chịu. Có nghĩa là trong dịp mùa hè này ai đến tiệm làm xăm chân mày hoặc xóa chân mày hoặc là học nghề hoặc là cái gì, chị Thanh Kim Mỹ sẽ tặng một DVD live show với Thanh Kim Mỹ rất là hay với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tài danh. Bây giờ mời nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ. Nhiều nghệ sĩ tài danh. Ngọc Danh âm nhanh mà. Và bây giờ mời nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ, Ngọc Châu và Mỹ Hiền ở đây chờ đến tất cả quý vị khán giả. Thanh một lần cuối, Thanh Kim Mỹ xin nhắc là nghề làm đẹp cho khách hàng là niềm đam mê của Thanh Kim Mỹ. Thấy khách mình đẹp đó là phần thưởng cho Thanh Kim Mỹ rồi. Mùa này ai tới xăm, một cặp chân mày, cặp mắt đều tặng cây son và tặng một cái DVD. Rất là 30+ anh em nghệ sĩ ngôi sao. Hay lắm. Hay lắm, dạ. Ngọc Châu xin kính chào quý vị khán giả của đài Vista TV. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ tiệm Thanh Kim Mỹ. Mỹ Hiền xin kính chào quý vị khán giả của luôn ủng hộ cho Mỹ Hiền và Thanh Kim Mỹ và cho Ngọc Châu. Kính thưa các cậu vị khán giả, và trong phần 2 của chương trình thì để tính mời các cậu vị khán giả theo dõi một trích đoạn cải lương nói về hào khí hào hùng của dân tộc Việt Nam mình, nói về danh tướng Trần Bình Trọng. Xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức trích đoạn hào khí trời Nam sẽ phát vào phần 2 của chương trình. Cảm ơn các cậu vị khán giả và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.